Trực tiếp cho YouTube nha. Đây là 15 kg nhiều. Đồ dành với ông nội luôn rồi. Rồi, ngồi trong đi, ngồi trong đi rồi. Qua qua một cái chỉ một tiếng thôi lột xác thôi hoàn toàn thấy không? Chị ba hả? Chị ba nói với tàu nằm ở nhà rồi. Nói đi lên lầu lên khách sạn lên rồi. Anh ba đi chị ba, anh ba không giữ gì, anh ba hỏi lạc chị anh ba đi với chị ba. Bây giờ đoàn chúng ta tham quan ngôi nhà Rossi House. Ngôi nhà ma quái. Tự sướng à. Biểu diễn rồi, hát ơi. Sân khấu biểu diễn rồi. Thẳng giờ chúng tôi quay phim rồi.
cầm thẳng ra coi. Siêu mà hổ. Đây, chờ mấy giờ mình đi vệ sinh xong ra chụp cái tấm hình tập thể lấy hết cái chùa nhỏ này. Chào khách đứng xin rồi à. Xong rồi. À ở quán đây. Quán đây đây. Ôi, xin đây hả? Xin đây, xin đây, xin đây. Khoan, đợi đợi này đủ chụp được. Chưa đủ, chưa đủ. Đủ đủ đang ta lấy giống á. Nè, chu lên lại đi. Rồi coi tụi mình đi học chụp hình lẻ đi đi vô. Chụp cho mẹ. Làm toilet. Đây nắp thang luôn trên đường. Cái đó là đốt đèn như là mấy đường. Đốt đèn hả? Lên đây lắc thân lên sư đường, một bộ phim rất nổi tiếng của Hàn Quốc. Chồng gì đó nữa rồi. Đồ học sang lên lên tới đó có sang. Biết đâu tính đâu ba. Về bộ phim nhỏ nhỏ nè. Vô học vô chụp không? Em đi mua vô. Em quá là mình xuống ha. Đây dâu nè. Dâu này chín gì? Gì? Cái gì đi cho? Dư hả? Dư dạ gì? Chị, cái đó 80. Nửa ký. Chị biết không, chị mà mua đi chùa là hư hết, không hiểu gì luôn. Vì đi chùa là mua gì? Nó có chơi gì được đâu mà mua. Không biết chơi con. Hỏi anh Khoa coi chơi chơi được không? Khoa có đó quay quay là gì vậy? Chơi được không? Chơi sao? Cắn tay nè. Cắn tay mua vé đi là mình chụp mình tới được anh chị ơi.